Rồi mình ăn. Cắt cái đầu đi nha. Phải quá trời đứng biết trời đứng biết biết. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh đi chợ mua được mấy con mực rất là ngon mọi người ơi. 5 con bự thu mập thu lù luôn nè. Mọi người xem 5 con bự mập mà tươi, rất là tươi luôn. Ngon ơi là ngon luôn. Và hôm nay thì Quỳnh sẽ làm một món là thường thường ở bên Việt Nam mình sẽ là cái món là gà hấp mắm nhỉ, thì hôm nay Quỳnh sẽ làm cái món đó là mực nướng mắm nhỉ nha mọi người. Trời, nó bự ngon ghê mọi người, nó tươi nè, đã ghê, cầm con bự nó chắc nịch luôn. Và ở đây Quỳnh 5 con như thế này là gần 2kg nha mọi người, siêu to luôn. Cắt đôi cái con mực ra để cho mình dễ làm nha. Đây, đôi mực ra này, bên trong của mực nè, móc cái phần này ra thôi. À, Quỳnh thấy là mình móc như thế này nè, nó sẽ dễ hơn là những cái lần mà mình moi ra đó mọi người. Quỳnh moi ra cái nó bể tùm lum tùm la. Có cái mai mình bỏ luôn chỗ này, đường bắt ra luôn. Wow, nó văng tè le, bỏ móc phần mắt ra nha. Nè, những cái phần này mình nên chè cho nó sạch sẽ, cho nó dính cái tay với nó mọi người. Nếu mà bạn nào kỹ kỹ, mình có thể là mình cho một chút xíu muối và mình chè cái phần xúc tu này nha. Còn không thì mình vuốt vuốt thì nó cũng ra nha mọi người. Mực này là Quỳnh đã làm xong rồi đó. Nếu mà bạn nào thích ăn cho nó thấm hơn thì mình khứa dài đường nha. Quỳnh sẽ khứa những cái đường phía bên trong nha mọi người. Quỳnh khứa xéo góc 30 độ để cho nó thấm nha. Nướng là mực nướng mắm nhỉ cho nên cái không thể thiếu đó là nước mắm nha. Nước mắm mình lựa nước mắm ngon xíu nha mọi người. Ớt bột Hàn Quốc, cái loại này thì nó không có cay, nó chỉ lên cái màu cho đẹp thôi, mình cho nhiều một chút cũng sao nha. Rồi mình cho tiếp là tương ớt nè, rồi tới tới tương cà. Mình thấy mực ăn chung với tương cà nó rất là hợp luôn. Một ít dầu hào, một chút xíu bột nêm dặn thôi nha, tại vì mình cho cái nước mắm hơi nhiều á. À, bột ngọt, rồi tới là đường, tiêu, nó đẹp hơn cho chút xíu ớt sa tế nữa nha. Và thêm cái màu ớt sa tế này nữa nè, là cái dầu điều đó mọi người. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho phần hành tỏi vô. Rồi mình sẽ trộn đều cái phần này lên. Nhưng cái thau này là mình ăn đã luôn đó. Rồi mình sẽ để cái thau này mình ướp nha. Mình ướp khoảng 15-20 phút cho nó thấm. Làm nước chấm luôn nha. Hôm nay thì mình sẽ chấm với lại là nước mắm gừng. Còn mọi người muốn ăn cái nước chấm nào thì tùy mọi người nha. Mình sẽ cho vào bên trong đây là một muỗng đường. Tiếp đến là một muỗng nước ấm, nguội 77 bung 9 dòng cho nó tan hết cái phần đường này ra nha. Mình sẽ cho nước mắm vào. Nước mắm hôm nay mình cho vào là một muỗng luôn. Hôm nay mình làm nước mắm tỷ lệ 1:1. Đến sẽ là chanh, tỏi, ớt, gừng. Cái này thì mình cho tùy thích nha. À, mọi người thấy cái nước mắm gừng nhức nắp cho mọi người ơi. Đây, quá siêu đẹp luôn. Xin chào cô chú ơi. Xin chào cô chú. Không có chuyện nhét nhét gì trong con mắt vậy. Rồi bây giờ thì cái chảo nó cũng nóng nóng rồi đó mọi người. Quỳnh sẽ bắt đầu. Trời ơi, Quỳnh sẽ bắt đầu là Quỳnh cho mực vô nha. Trời ơi đã cho mọi người. Đó, bắt đầu nó chảy, bắt đầu nó cái nó nóng gì. Mình sẽ cho mực lên nha đó. Một con mà bự vậy đó mọi người. Mình sẽ bắt đầu nướng từ từ nha. Nó nóng, mình dặn cái lửa nóng nhất rồi đó, nó xèo xèo luôn. Rồi tiếp nha. Cái phần thứ hai, cái phần thứ ba luôn nha. Gì vậy? Trời ơi, con nó dán mặt mình rồi, nó dán vào mặt mình rồi mà. Rồi mình sẽ bỏ ba con lên đây mình nướng trước nha mọi người. Tại vì cái chảo nó cũng không có được bự á. Mình nướng trước ở ngoài kia thì nó không ngon, mình nướng kiểu này để cho nó ngon nha. Rồi. Con nó dán mặt mình như thằng hề nè mọi người coi nè. Ghê quá anh ba ơi. Rồi. Thâm lừng nha mọi người.
diễn Nhật mà bị dán cái miệng. Nhớ mấy con diễn Nhật bị dán cái miệng mà nó dán nguyên cái con diễn, dán nguyên chiếc máy bay luôn mọi người. Dán nguyên chiếc máy bay luôn. Trời đất ơi. Giờ mình sẽ cho thêm vào đây là một ít nấm nữa nha. Hồi nãy quên rồi. Bây giờ mình ăn thì xong cái mình ăn nấm luôn là vừa nha. Ở đây thì mình có nấm hương với lại một ít nấm đùi gà và nấm kim châm nha. Mỗi thứ mình bỏ một ít nha. Ăn mà không có rau củ quả thì mình cũng hơi bị ngán. Làm gì nè, ăn đi, ăn. Rồi bây giờ thì đã được, nó còn nhận nhỏ lửa xuống chút xíu nha. Thôi để cho mẹ đứng rồi nó lấy. Cái miếng ngoài đang được nè mọi người, đó, miếng ngoài đang được à. Mực này thì mình nó tươi, mình chỉ cần nướng nướng hơi là được là được nha mọi người. Khoảng chừng 80% là mình ăn được nha. Nướng nhiều quá đó cái nó bị cứng với lại nó không có còn nhiều nước nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn không thì mọi người. 80% thì cái gì? Cái gì coi? 80% thì cái gì? Mình sẽ chấm ở nó cái gì sao? 80% thì cái gì? Hử? 80% thì cái gì? Trời ơi, nó nói mùi nghe không được. Cái hầm trắng là cái gì sao? Mẹ không hiểu luôn. 100 là cái gì? 100 100 là 123, 100 vô. Ờ, 1, 2, 3, 4. Ừ. Vô thì cái gì? Vô. Vô thì nó không bay đi chứ. Vô là cầm bay đúng rồi, sao giỏi. Hôm nay nó biết chỉ cầm bay là vô mà. Cô chú cái bạn ăn gì? Cô chú bạn thấy ăn hết nha. Trời ơi, nó cay. Mực ngon lắm mọi người. Đê mê với mâm mực. Ngon đê mê nha. Cô chú cái bạn uống gì? Rồi cô chú các bạn uống đê mê mọi người. Đã quá. Yo. Rồi mọi người. Cắt cái đầu đi nha. Xin từ đầu vô từ chữ. Vô đúng rồi. Số 9 nè mọi người. Số 9. Sung sướng. Sung sướng. Trời ơi. Sung sướng. Ăn ngon là sung sướng đúng không? Sung sướng thì cái gì? À sao ăn đi rồi cho sung sướng mà này nâng cần nè. Itadakimasu nè. Itadakimasu thì nè. Phái phái chảy nước miếng, chảy nước miếng. Đúng rồi. Trời nóng hả? Phái phái chảy nước miếng. Nó cay dễ sợ mọi người. Muốn mắc sặc luôn rồi ai. Mắc sặc thì cái gì? Mắc sặc là mắc nghẹn á. Thế là mình mắc cười quá. Mình nói được từ nào nó bắt chước từ đó mới cười ghê. Sao ơi sao nó đổ mì đó con, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đổ mì. Sao ngồi yên sao ăn, sao đứng làm đổ mì là nó mới omoshiro, nó mới thú vị ha. Sao làm đổ mì vậy là nó không còn thú vị nữa, không có omoshiro nữa ha. Sao đúng không? Nó hỏi Quỳnh đứng lên vậy có thú vị không? Mama sẽ vô tới xem đây bây giờ nữa. Cái thau mực ngon mà. Cái gia vị Quỳnh ướp vô là vừa nha. Quỳnh đem chén nước mắm lên để hờ ha. Cái phần ở trên cái rau á. Có phần trên đang nướng hơi sơ sơ, ăn mềm ghê. Ở Nhật có thường thường á là mấy cái mực nó vừa ướp lên.
Okinawa Awagore Inoshishi. Inoshishi ってわかる? Con heo rừng. Con heo rừng thì cái gì? Con heo rừng. Con heo rừng thì cái gì? Con heo nói trong rừng đó hả? Rừng thì cái gì? Rừng hả? Rừng là rất là nhiều cây. いっぱいの木. なんか洞窟でしょ? イノシシって何? Con heo. Con heo? Con heo nói trong rừng. イノシシはね、なんかイノシシ森って言っちゃうの? 違う? 違うね。Hôm nay mực mình mua ngon á mọi người, cho nên cái giá cũng mắc nha. Một con bự dại vậy. Với giá là 900 yên là mình mua là 180 yên thì 5 con. Suni, bizu ochite imasu. Ta 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 ta. Bi bi. Không sao. Ăn ăn. Không biết tình Việt Nam mình nhiều hơn. Kaminari ramen ga futte kimasu. Hải sản nó nhịp nó tươi mọi người. Bởi vậy mình mua về mình nướng lên ăn liền á. Nó thật thật ngon. Mình cắt như nào. Ăn đã mọi người. Tê tái bờ môi. Tê tái bờ môi. Có bạn thì thích ăn da, có bạn không thích ăn mọi người, nhưng mà mình thấy ăn da ngon hơn. Hầu như là không ăn da, người ta lột ra để cho nó dính mật. Người ta lột ra cho nó đẹp nha. Đẹp cái món ăn, lại chiên những đẹp. Hôm nay làm thử kiểu này ngon nha mọi người. Nếu mà bạn nào thích ăn theo kiểu Hàn Quốc á. Mà mà これ 作ったの? Là cái cặp tư 作ったんじゃないの? Ăn theo kiểu Hàn Quốc thì mình cho nước tương Hàn Quốc chứ là mình cho thêm măng. Cặp tư 作ったんじゃなくて 作っただけ? Ừ, mama nấu á. Thì mình cho thêm tương ớt nữa, đừng cho nó quá. Mình nướng kiểu này nó không bị khô nha. Mình nướng lò á, mình đem ra nó bị khô. Cái kiến đúng rồi. Trời nó nóng. Nóng quá. Sang đi sang, sang ngắn nhìn chúng nó đổ cái tô mì vậy, mẹ lo quá. Mẹ lo nó đổ tô mì á. Hả? Coi hình cứ đi cắt đi chị. Quay. Quay. Hôm nay thông báo cho mọi người tin vui là bởi vì mình biết được là Việt Nam Airlines mọi người mở đường bay cho người thân ở bên Việt Nam qua thăm người nhà, nhưng mà mình không biết là tại vì là nếu mà có con nhỏ thì bảo lãnh gia Quỳnh qua thăm thì được, nhưng mà người còn xa cũng lớn là 5 tuổi biết qua có dễ hay không, tại vì mình thấy bạn Quỳnh á. Mình thấy bạn Quỳnh là bảo lãnh mẹ qua để chăm em bé khi mà vợ mới đẻ. Sao con? Qua thăm bà ngoại, qua thăm. Cho nên là không biết có được hay không. Mà mình thấy mở đường bay rồi. Để Quỳnh sẽ hỏi đại sứ quán coi là
giấy tờ có được hay không. Nếu mà mẹ Quỳnh qua được thì vui lắm mọi người, mà thấy mở đường bay mà thấy mở đường bay qua là nhiều gia đình được gặp được người thân đó mọi người, cũng thấy vui mọi người. Ba cái gì vậy? Bay là máy bay, nó bay hả? Ba. Ba. Ba là số 3. Ba thì sao anh đọc? Đúng rồi. Nana giờ nó sẽ. À. Nana là cái gì? Nana số 7. Tại vì mọi người biết không? Mẹ Quỳnh á. 3, 4, 5, 6. Thầy em, từ lúc mà Quỳnh qua Nhật đến giờ không? Mẹ Quỳnh mới qua Nhật có 1 lần. 11, 11, 12, 13, 14. Quỳnh á thì cũng ngại làm phiền anh xã Quỳnh mọi người. Mẹ Quỳnh qua thì chi phí mọi thứ nó đều nhiều quá. Cho nên khi mà Quỳnh làm được tiền á thì mình cũng nói chung là đỡ lo hơn, trời nó dướng răng nữa. Còn lúc mà Quỳnh sinh ra xa thì lúc đó là chỉ có một mình anh xã Quỳnh gồng đi làm và lo cho mẹ Quỳnh ở Việt Nam, nhưng mà lo cho Việt Nam thì chi phí nó sẽ rẻ hơn. Bum, 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 bum. Rồi thấy bên gia đình Quỳnh bên Việt Nam này còn còn người nhà phải lo nữa. Cho nên là ngày qua My dad. Sao cho mẹ nói xíu đi sao? Được không? Cho nên đợt này Quỳnh muốn bảo lãnh mẹ Quỳnh qua để chơi nữa. Tại vì mẹ Quỳnh cũng chết ngừa rồi. Cái lý do mà tại sao mà Quỳnh không bay về, Quỳnh cũng lo nữa. Đến cho mẹ Quỳnh qua thăm cháu sẽ an tâm hơn. Là bởi vì xa, mới có 5 tuổi mà cái thuốc chích ngừa thì nó không có mọi người, mà chủng mới thì ra. Bởi vậy đưa xa về Việt Nam mình lo lắm nha. Cho nên mình thấy mọi người thấy phương án mình đưa mẹ mình qua qua Nhật thăm xa được hay không? Xong rồi hả? Nhanh thế. Đừng à. Cái tin mà Việt Nam mà mở lại đường bay cho qua thăm thân nhân á mọi người thì Quỳnh không có biết nha, tại vì mình cũng bận quá mọi người. Bận lu su bu rồi bà nhân rồi qua nhà Quỳnh thăm nè, rồi Quỳnh làm video mỗi ngày đâu có thời gian coi đâu, mới biết ngày hôm nay đúng không mọi người. Với lại thấy gia đình của bạn Ngọc bên Mỹ á, mẹ qua đoàn tụ rồi, nhưng Quỳnh mới tò mò cho mình coi mình cũng biết không à. Nhưng Quỳnh mới mò thử coi ở Nhật có được hay không thì mới biết. Nó nóng bình phát luôn. Chấm với mắm gừng ngon mà. Để về bự lắm chấm không được nha mọi người. Phải cắt ra nha. Cay quá mọi người. Hôm nay mua được mới nhãn. Ở Nhật cầm nhãn không được á mọi người. Nhập nhãn từ Việt Nam qua mà nhãn đông đá nhưng mà
Xin ăn cùng má thử lần đầu tiên có như thế nào. Trái cây mà ăn đông đá thì mọi người biết rồi đó, mình ăn giống như là quá cơn thèm. Cái phần da cắn không đứt được, tức dễ sợ. Công nhận mực nướng ăn thích gầy mà. Trời ơi, hết căng vậy. Còn lục miếng. Để ăn thử nhuyễn đông đá nha mọi người. Hôm nay mới ăn thử lần đầu tiên. Cái hộp á thì nói chung là cũng vừa vừa nha, không bự. Ăn thì chất lượng nói chung là cũng không có được như là đồ tươi bên Việt Nam nha. Mà sao cái nào mình thấy nó cũng bị nứt hết mọi người. Không biết là đi qua đây là đã được bị kiểm hay sao mà người trái nào bị nứt hết trơn á. Mấy cái mặt hàng trái cây qua Nhật khó mọi người. Bởi vậy chỉ có về Việt Nam là mê trái cây nhất thôi. Quỳnh ăn tổng cộng là được hai con mực siêu to em ạ. No quá rồi, ăn hết nổi. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh đó, mọi người hãy bấm đăng ký, like, ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.